Thưa quý vị, ở xã Hải Lự, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, có một người phụ nữ đã dành hơn 60 năm cuộc đời của mình để gắn bó với những cánh cò. Với hoàn cảnh gia đình thì khá là khó khăn, một mình nuôi 4 đứa cháu nhỏ đi học. Thế nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu bán dù chỉ là một cây gỗ để giữ nguyên vẹn môi trường sinh thái tự nhiên cho đàn cò sinh sống. Và cứ thế hơn 60 năm qua, quả đồi của bà chính là nơi mà những cánh chim bay mỏi trở về. Việc tử tế, tôn vinh những hành động đẹp, những tấm gương đẹp. Trong đêm nay và rạng sáng ngày mai, mưa dông sẽ quay trở lại. Và trong cơn dông có thể xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Bà con cần phải hết sức lưu ý. Thời tiết những ngày vào hè, mưa nắng thất thường khiến ruột gan người phụ nữ 76 tuổi này lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa. Bà là Vũ Thị Khiêm, người đã dành cả quả đồi hơn 15 hectare của mình làm mái nhà cho những cánh chim trở về. Có những cái trận bão lớn nó quật chết cả cò mẹ, cò con thì nó rơi lá chả nhiều. Nó đã gửi thân nó sống với mình mà bị bão gió hay bị trộm cắp là thương lắm. Từ những ngày mưa bão đêm hôm con cò mà bị rơi là bà cũng nâng lên để cho nó mẹ nó lại u ấm, và những quả trứng mà nó chưa vỡ thì bà lại đặt lên, và dân làng cũng rất kính nể. Gần 80 tuổi, mấy ai nghĩ rằng còn có thể làm những việc cần sức khỏe dẻo dai như thủa đôi mươi thế này. Hàng rào thép gai chống trộm này, bà cần phải buộc lại để không bị mưa gió quật đổ, đảm bảo an toàn cho những đứa con của mình. Xây một cái nhà to nào to thì một năm là xong. Nhưng mà tôi xây cái giường này, phải nói là quá lửa thế kỷ. Ấm giường nó như thế này rồi mà đi chặt của nó đi thì nó không có chỗ sinh nở. Sự lo lắng của bà dồn hết cho đàn cò hàng vạn con đang độ sinh nở. Và có lẽ mong ước lớn nhất của bà lúc này là bão gió sẽ dừng chân sau cánh rừng để những đàn cò được yên tâm trở về trú ngụ sau những ngày tháng mỏi cánh bay lượn.